Mỗi chiều cứ tầm khoảng 4 giờ, cụ Năm lại đi hái rau. Sau đó cụ đem về nhà, tẩn mẫn ngồi bào rau muống, chuối con để có thêm món bán. 5 giờ sáng ngày hôm sau, cụ chất hàng lên xe đạp, chạy ra chợ cách nhà 1 km bày bán. Đến chợ, cụ còn mua thêm các loại rau, củ, quả của các tiểu thương để bán lại, với suy nghĩ kiếm được đồng nào hay đồng đó. Cụ còn nhận lời bán giùm bà con nông dân nải chuối, mớ chanh. Tiền lời chắc chiêu từ những ngày tần tảo được cụ mua thuốc, gạo cho những người nghèo khó, neo đơn, bệnh tật. Chị Năm chỉ giúp đỡ gạo, lúc nào gạo, lúc nào tiền. Tôi cũng rất cảm ơn chị Năm nhiều lắm. Cơ duyên đưa cụ Năm đến với việc làm thiện nguyện này xuất phát từ bản thân cụ bị bệnh nan y, tưởng chừng không qua khỏi. Trong những ngày nằm viện, khi chứng kiến nhiều phận đời nghèo khó lại không may vướng bệnh, nên cụ quyết định giúp đỡ cho những người đồng cảnh ngộ. Các con của cụ ngoài việc lo tròn chữ hiếu, còn chung tay góp tiền để mẹ làm việc thiện giúp đời, dù hoàn cảnh của họ cũng còn khó khăn. Vì tôi làm từ thiện, vì hồi đó tôi cũng khổ sở, khó khăn, gia đình tôi cũng khổ sở. Bây giờ tôi thấy chị em nào khổ sở thì tôi cũng dám làm từ thiện để giúp đỡ cho người ta ấm lòng và vui vẻ và để cho vượt qua cảnh khó khăn. Tấm lòng thơm thảo của cụ Năm được nhiều người yêu quý và ủng hộ, và đó trở thành động lực để cụ tiếp tục làm việc tử tế. Bây giờ cảm thấy tôi mệt gì thì tôi cũng mệt lắm, mà nó mệt mà nó vừa vui, rồi thoải mái tâm hồn của mình được làm từ thiện. Sau này mình có trăm tuổi già thì cũng được nhẹ nhàng, mừng lắm. Cứ vậy, nhịp sống của cụ Năm chậm chậm trôi trong sự thiện nguyện đầy ấm áp. Những phần gạo, những đồng tiền thấm đượm nghĩa tình khiến những trái tim xích lại gần nhau hơn.